Hi, mình xin chào tất cả mọi người. Lúc tối thì ở đây là trời mưa rất là to nha mọi người. Thì khi mưa to thì ốc bu nó sẽ lên rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi bắt ốc bu để về chế biến những cái món rất là ngon nha mọi người. Mình sẽ dẫn mọi người đi ra phía sau cánh đồng này bắt nha mọi người. Đấy, đồng đây là đồng lúa gần chín hết rồi mọi người nè. Mọi người thấy đẹp không? Đồng lúa chín vàng rất là đẹp nha mọi người. Bây giờ chúng ta đi thôi. Đây mọi người, con ốc đang di chuyển mọi người nè. Con ốc đang di chuyển vào chỗ mát không mọi người. Đây, nó đang di chuyển từ đây, di chuyển qua đây nè. Con này là cũng giật dạng nhỏ nha mọi người. Ui, cái nước nó rõ đục, không thấy rõ. Đây, chạy nè. Rất là nhiều mọi người ơi. Mỗi lần thò tay xuống là một nắm. Ốc này là mình ngâm 3-4 ngày rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ xác ớt mình giả với muối mình bỏ mình ngâm ra mọi người cho nó nhả cái chất bẩn ra nghe mọi người. Nó bắt ra. Chị ăn cay được không? Được. Ủa má ông ấm nó chết chưa bố? Thầy mà. Đúng rồi, ủa má ông ấm nó chết chưa? Chắc mấy ngày chắc. Sau khi chờ đợi ốc nó nhả buồn thì mình xách xả nha mọi người. Xách xả rồi mình giả đi, tí mình bỏ vào này.
sau khi mình đổ dầu vào nồi nó sâu rồi mình đánh đều cho dầu nó đều quanh cái chảo nha mọi người. Đó. Dầu bây giờ nó sâu rồi nè. Giờ mình sẽ cho nó vào tí nghệ bột cho nó có màu nha mọi người. Ờ, mọi người thấy màu không? Bây giờ mình sẽ cái xả lúc nãy mình giả nè mọi người. Đánh đều lên. Sau khi mà nó sâu lên thì mình sẽ bỏ một tí muối xung quanh cho nó thấm nha mọi người. Đảo đều cho nó thấm. Mình sẽ bỏ một chút ít mì tinh nữa. Đảo đều cho nó thấm nha mọi người. Trong khi chờ đợi cái ốc nó sâu thì mình giả ớt để mình bỏ vào nha mọi người. Xả để mình bỏ vào xả tươi cho nó thơm. Xả lúc nãy này. Mọi người thấy ốc giờ nó sâu nó xít nước lại là nó sẽ mình đánh lên cho nó nhả cái vỏ nè mọi người. Cái miệng nó sẽ nhả ra nè. Mọi người thấy ốc nó nhả miệng không? Nó nhả miệng hay nè. Bây giờ mình sẽ khui cái chai này mình tưới vào cho nó mềm nha mọi người. Nó mềm ốc. Đây là phần ớt lúc nãy mình giã nè mọi người nè, phần ớt nữa bây giờ mình bỏ vào nha mọi người. Đó, mình bỏ vào cho nó cay. Đó, còn bỏ ít xả nữa, cái xả lúc nãy. Đây, cái phần xả này là mình bằm lên nè. Nó thơm. Đảo đều lên nha mọi người. Mọi người thấy nó sâu như thế nào không? Nó sâu vậy là mình sẽ bây giờ bắt đầu mình nêm nếm nha mọi người. Một ít nước mắm nè. Đó. Tí nữa. Nó đều lên. Tí nhị tinh nữa. Nó đều lên nha mọi người. Nấu ốc á, thì mọi người phải xiên khoái nha mọi người. Nấu ốc phải xiên khoái lên cho nó nhả cái lưỡi ốc ra.
tiêu nữa mọi người nè. Bây giờ mình bỏ tí ớt màu cho nó siêu cay nha mọi người. Đó, nó đẹp, siêu cay. Khi mà nó sâu như thế này rồi á, tầm khoảng 5-10 phút thế thì mọi người sẽ để lửa cho nó nhạy lại nha mọi người, cho nó ít lửa thôi để cho nó cái nước này nó rút xuống, là nước này mình chấm rất là ngon nha mọi người. Đấy. Bây giờ mình để nước cho nó rút xuống này, nó thấm vào rất là ngon. Rồi. Đây là cái lá chanh mọi người nè, đó, lá chanh nâu đó mọi người. Mình xét, mình sẽ bỏ vào trong cái ốc cho nó thơm nha mọi người. Đều ra nha mọi người. Nó thơm. Tầm cả này là đã chín rồi nha mọi người. Là nó đã rút nước vào đây là nó rất là thấm nha mọi người. Bây giờ mình sẽ thử cái nước là mình biết nè. Tuyệt ngon mọi người. Bây giờ mình sẽ nhắc xuống nha mọi người. Bây giờ mình làm gia vị để chấm nha mọi người. Muối nè, tinh nè. Thấy ớt bỏ vào. Chanh nha mọi người, nặng nguyên một trái chanh vào nó sẽ rất là ngon. Đây là cái rau thơm nha mọi người. Rau thơm mọi người sẽ bỏ qua đây nè, kẹp ăn rất là ngon nha mọi người. Ngon nha mọi người.
Bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây để mình ăn cái tự nhiên nha mọi người. Mong mọi người cũng thấy video mình hay thì like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nha. Bye mọi người.